Hello, ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Hôm nay anh Sen có một thông báo cực kỳ quan trọng gửi tới tất cả các em fan. Đó chính là vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 lúc 4 giờ tại địa chỉ 176 Hoàng Văn Thụ, Bờ Lê Cu, Gia Lai, Hiệu Máy Máy Thọ, các em fan ghé tới nhà anh Sen để nhận quà trung thu nha cả nhà. Thì đây, đây chính là em Su Xí Sọn và chị Hiền cùng với em Bông sẽ có những tiết mục gửi tặng tới các em fan trong dịp trung thu này. Ngoài ra chị Hiền còn chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng tới các em fan mà đến ngày trung thu sắp tới. Đây chính là địa chỉ nhà của anh Sen, 176 Hoàng Văn Thụ, Hiệu Máy Máy Thọ. Các em nhớ tới lúc 4 giờ ngày 15 tháng 9 chủ nhật này nha, để nhận quà của anh Sen nha. Ok, Lăng Su Xí Sọn bước ra đứng. Đây cả nhà, đây Lăng Su Xí Sọn, đi Su Xí Sọn. Đây, Lăng Su Xí Sọn. Đây, Lăng Su Xí Sọn chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, rồi, ra đây ngồi. Đây, Lăng Su Xí Sọn. Rồi, bây giờ là tới lượt Lăng Bông Mấy Bỏng nha cả nhà, vô đây. Lăng Bông Mấy Bỏng này cả nhà. Bông Mấy Bỏng, đi ra Bông. Lăng Bông Mấy Bỏng đâu? Đi ra Bông. Giỏi, thi vô. Giỏi quá, đi thi anh nè. Đi thi đây. Đi thi vô. Đây cả nhà. Đây. Đây chính là Lăng Bông Bé Bỏng. Lăng Bông Bé Bỏng ngồi xuống đây. Thì đây nha cả nhà. Hôm nay là chuẩn bị tới trung thu rồi. Trung thu 2024. Vì vậy anh Sen sẽ lên một clip chuẩn bị trung thu cho cả nhà cùng xem nha. Thì để chuẩn bị trung thu thì anh Sen sẽ giới thiệu tới tất cả các em fan như mọi năm, đó chính là hai chú lân nhà anh Sen. Đây. Đây. Đây là chính là chú lân Su Xí Sọn. Tất nhiên năm nay chú lân Su Xí Sọn mặt quá, không có cài áo được rồi cả nhà. Cài được mà. Không cài được nè, đâu cài được đâu. Đâu. Đó cả nhà. Bây giờ em Su á là năm nay là lăn béo phì rồi. Lăn đây là năm nay là không thể nào mà mặc vừa đồ lăn nữa. Mặc quá rồi cả nhà. Anh Sen nói thiệt á, không có năm nào mà anh Sen thấy con lăn này mặc như lăn năm nay luôn. Đó. Rồi, Lăng Su Xí Sọn chào mọi người đây. Chào. Rồi, mời Lăng Su Xí Sọn này. Thôi quay ra trước. Tiếp theo là em Lăn Bông Bé Bỏng. Đây. Chú Lăn Bông Bé Bỏng năm nay cũng mặc cả nha. Gài được có một nút rồi. Không mặc vừa nữa. Lần này con bỏ sữa quá. Năm nay là con lăn bông là tăng ký mà. Hai con lăn này năm nay á cả nhà, tăng đến 2 kg mỗi em luôn. Đúng không? Đó, chào mọi người. Chào. Được chưa? Rồi. Rồi đây. Đó. Và đặc biệt năm nay anh Sen có chuẩn bị một số lồng đèn để phát cho tất cả các em. Thì vô đây Hiền, rồi. Cô bông đây. Con mấy là thuốc đi cô chị. Thì đây cả nhà, năm nay á là anh Sen á là mua rất là nhiều lồng đèn ngôi sao luôn, là để phát cho tất cả các em. Xuống xuống đây. Xuống xuống đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Em lên bước xuống. Xuống xuống đây. Xuống đứng lên. Đó, chủ nhật lúc 4 giờ thì em Su Xí Sọn cùng với em Bông Bé Bỏng sẽ phát quà trung thu cho tất cả các em fan tới nhà của anh Sen tại địa chỉ 176 Hoàng Văn Thụ, Bờ Lê Cu, Gia Lai, Hiệu Máy Máy Thọ nha cả nhà. Đó, đây chính là cái lồng đèn mà em Su đã làm xong để tặng cho các em nè. Đó, đẹp không? Đó. Lồng đèn ông sao, ngoài ra là còn rất nhiều lồng đèn khác được các em fan. Đúng rồi, đó, rất là nhiều lồng đèn khác luôn. Và còn có quà mang về nữa. Đó, nè, khi mà các em tới á, là các em sẽ được chính tay Su Xí Sọn cầm cái lồng đèn treo cho các em. Đây, ví dụ chị Hiền là fan đi thì rồi. Treo này sao cho đó. Em xin một phần quà một cái lồng đèn chị Su Xí Sọn đó. Là chị Su Xí Sọn sẽ treo như thế này cả đó, nha. Đó rồi, đó được đó. Chưa rồi thêm một phần quà nữa. Phần quà hả? Mà trước khi lên cái màn đó là có những cái màn khác nữa mà. Ai ví dụ đây là phần quà. Không, ví dụ nha, chứ không nói là quà thiệt. Ví dụ là đây là phần quà đi. Ai chị Hiền cầm sẵn lồng đèn ở đây mọi người. Rồi, sau khi mà nhận lồng đèn từ tay của em Su
thì sẽ đi qua khu vực của em Bông để nhận quà. Là lúc đấy em Bông sẽ cầm quà trên tay như thế này và em Bông sẽ đưa. Rồi chị Hiền cũng sẽ nhận phần quà. Phần quà để trong những cái bi đẹp hơn nha mọi người, chứ phải nhận cái bi đây đâu. Nhưng mà bây giờ làm tượng trưng cho cái em fan coi thôi. Đúng rồi. Rồi đây cả nhà, bây giờ là anh Sen sẽ cùng với em Su lắp một cái lồng đèn lên để cho các em fan coi là lắp lồng đèn như thế nào nha. Đó, khi mà anh Sen cùng với em Su mua là cả nhà một cái lồng đèn nó như thế này nè, không có một cái gì hết. Lúc đó là anh Sen cùng với em Su sẽ bắt đầu gắn những thanh chốt vô. Đó, làm sao Su? Làm sao để gắn cái lồng đèn này? Đúng rồi, Su nói chỉ cần dùng những cái thanh nhựa như thế này gắn vô. Đó, thanh tre. Đây, là anh Sen sẽ gắn cho các nhà coi nè, bỏ vô đây. Gắn lên, đó. Gắn lên. Đó. Rồi cái này là gắn vô cái này. Đó, xong rồi là bỏ vô. Đó, là sẽ ra được một cái lồng đèn ngôi sao như thế này, rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà mấy fan thấy đẹp không? Đó, Su ơi, nhưng mà anh nói nè. Anh nói Su nè. Cái đêm hội trăng rằm á thì Su sẽ biểu diễn cho các em fan có tiết mục gì? Nói cho anh nghe. Múa lân. Có nghĩa là Su sẽ múa lân cho các em fan coi. Đó. Nè, bây giờ sẽ cho em Su múa thử như thế nào nha. Được chưa? Mời mẹ ra giúp con xíu. Rồi. Đây. Không biết là năm nay là Su mặc như thế này Su có thể biểu diễn cho các em fan coi được hay không? Biểu diễn được. Cả nhà coi nè, không gà được nút đâu. Gà nút lại để che có một cái khuôn mặt. Bây giờ lăn ngủ cả nha. Bây giờ cả nhà bị thả đi rồi. Đó cả nhà thấy chưa? Lăn ngủ hay không? Lăn ngủ. 1 2 3 lăn dậy. Lăn dậy. Lăn bông đâu? Lăn thành cái bông mua sau. Dậy. Mệt trên lưng mẹ mệt nha. Cả nhà, mẹ xin mệt lắm. Đó. Rất là nhiều quà cho các em vào cái ngày chủ nhật lúc 4 giờ lên nhà anh Sen ở địa chỉ 176 Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai, Huyện Mỹ Thọ để nhận nha cả nhà. Mấy fan nhớ tới đúng giờ để nhận quà của anh Sen nha. Bây giờ là tiết mục của em Bông. Đây là lăng hai lăng bông. Lên chào mọi người đi. Lên chào mọi người cho tốt nào.
cởi đi. Rồi đi rồi, lát đi rồi, đi rồi. Đó, là cởi đi. Rồi đi rồi. Cởi ông lên, lúc này là mọi người biết làm gì à, lên lấy tiền. Lấy tiền. Đó, lăn xanh cổng, lăn vàng, kiếm xe này lấy tiền mọi người. Hôm đó, nhắn lấy tiền cả nhà, đảm bảo luôn, hôm đó cả nhà sẽ được coi một màn múa lân siêu hay của em Su với em Bông luôn. Hai em đây sẽ biểu diễn cho tất cả các em fan coi một màn múa lân mà anh Sen đã chuẩn bị từ lâu rồi. Em đang cởi đây là thêm qua lần đang cởi đi. Cởi là lấy tiền đó mọi người. Yeah, yeah. Đó thì ok, xin chào gặp lại các em fan ở những clip tiếp theo.